Xin kính chào các con, xin chào các bạn, con, chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ sáng hôm nay là thứ ba, tư ngày 20 22 tháng 5 năm 2024. Tháng 5 năm 2024 mình tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua những bất thái cập nhật mới nhất sáng hôm nay tại huyện miền Tây huyện Tân Uyên, Sông Cửu Long. Chúng con thì các bạn cùng tham khảo miền Đông huyện Tân Uyên. Chúng con thì các bạn có làm tham khảo thì ngoài cập nhật cảm mất thì mình còn có làm thêm clip cập nhật giá cả của một số hàng sản khác trên kênh. Các bạn thì tình hình thái thưa bà con quý quý chị các bạn thì tình hình thái hôm nay thì giá đang có chiều hướng biến động nhẹ, giống mít đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại. Hiện nay thì đang ở hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ ổn định và sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì mít kem lớn đang dao động ở mức từ 11.000, kem nhì là 6.000, 7.000, kem ba dao động ở mức từ 3.000 đến 4.000. Chợ hiện nay tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chạy cái động từ 2.000. Tại khu vực Vĩnh Long, khu vực Cần Thơ, khu vực Hậu Giang thì thương lái đang mua chạy cái động từ khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An hiện nay thì mít kem lớn đang dao động ở tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An 12.000, kem lớn dao động 12.000, kem nhì là 7.000 đến 8.000, kem ba dao động ở mức từ 4.000. Chợ hiện nay tại khu vực 7.000, khu vực An Giang, khu vực kem ba dao động ở mức từ 4.000. cái động từ chợ hiện nay tại khu vực Đồng Tháp, khu vực An Giang, khu vực Long An thì thương lái đang mua chạy cái động từ 2.000. tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, khu vực Long An hiện nay. Còn khu vực Tiền Giang, ở khu vực Tiền Giang hiện nay. Tiền Giang hiện nay thì mít kem lớn đang dao động từ 13.000, đang dao động ở mức là 8.000, kem ba dao động từ 4.000, 13.000, kem nhì là 8.000, kem ba dao động ở mức từ 4.000. Chợ hiện nay tại khu vực Tiền Giang thì thương lái đang mua chạy động từ 2 đến 3 ngàn. Các khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều dừa mít. Khu vực miền Đông hiện nay, khu vực Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tàu, miền Đông lớn đang giao động mức từ 5 đến 6 ngàn. Kem lớn đang giao động mức từ 6 ngàn, kem nhì là 4 ngàn, kem ba giao động từ 2 ngàn. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông thì thương lái đang mua chạy động từ 1 ngàn đến 2 ngàn tại khu vực miền Đông. Còn khu vực Tây Nguyên, khu vực Tây Nguyên hiện nay kem lớn dao động từ 5.000, Tây Nguyên hiện nay thì là 3.000, kem ba dao động từ 2.000. Chợ hiện nay tại khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên thì thương lái đang mua chạy.